Mến chào quý vị, cô chú, anh chị em đã đến với kênh Hồng Biên TV. Thì ngày hôm nay Thùy Linh nghe một cái tin chấn động, cực kỳ chấn động luôn quý vị ơi. Được biết rằng, ngay tại sân bay tối ngày hôm qua, một con lươn lẹo, yêu nghiệt là con lươn chúa đó quý vị, thì đi ra sân bay có những lời thóa mạ bà Phương Hằng, nói bà Phương Hằng thế này thế kia. Trời ơi, nói là cho 50 sát thủ, nhưng mà tối qua mưng mũ hết rồi, không có đứa nào ra rồi đi lang thang ra sân bay một mình. Chơi cái chiêu này mới ghê nè quý vị ơi, chơi cái chiêu dắt theo đứa con nít, trời đất quỷ thần ơi, cầm theo livestream kêu bà Hằng, nhưng mà xe biển xanh biển đỏ đón quá trời nên là an ninh thắt chặt, cứng ngắc và được thắt chặt. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái mỏ của Hoàng Kim Dung nó nói rằng là cho 50 sát thủ, nên là bên an ninh sân bay người ta sợ quá, người ta thắt chặt, biển xanh biển đỏ nhão quá trời luôn quý vị ơi. Hoàng Kim Dung bị công an tới và tóm cổ luôn nha mọi người, bị đuổi nhục quá không thể nào mà tả được. 50 người của Dung đâu rồi, trời ơi nhục nhã, cầm cái điện thoại lên nói tầm bậy tầm bạ rồi bị tóm nên nhục quá. Tối qua ra đón toàn biển xanh biển đỏ quá trời quá đất luôn, an ninh thì thắt chặt luôn, bày đặt vô sàm sàm nhột quá đi mất, và dắt theo con làm bình phong chơi trò mưu hèn kê bẩn, nhục chưa từng thấy. 50 sát thủ ở đâu to mồm bú phem. Và nếu mà nói về mức độ lầy, không ai qua lại bà Hoàng Kim Dung nha trời ơi, nó bán hàng online, nó bú phem bà Nguyễn Phương Hằng, xong nó xé bao tay, nó gây tranh luận, gây tranh cãi để người ta nhắc tên về nó. Cái thứ ăn ở đời và có đức mà mặc sức mà không ăn, hỡ ra là khoe khoang, hăm dọa, đe dọa người ta làm được cái gì. Cỡ doanh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng, cái lũ lươn lẹo nó chỉ là nằm trên cái dạng hạt cát trong sa mạc mà thôi, không làm gì được ai đâu, mà còn dắt theo trẻ con vào an ninh sân bay thế nào, nhưng bị người ta thắt chặt, sắp đi bắt đầu nói những lời xàm ngôn luận và người ta nhắc nhở liền, im im ngay và không nói được mấy cái câu vớ vẩn trong này nha. Thứ nhất, không được xúc phạm người khác, ở đây là có an ninh này kia nọ và víu cầm như hến liền. Và trời ơi, ta nói mồm to lắm, nhưng mà khi gặp mà an ninh sân bay, gặp an ninh thắt chặt là cái trời đất ơi, im mồm luôn, người ta chặn lại liền. Những thành phần, những phần tử mà gọi là như cái kiểu mà chống phá xuyên tạc cỡ tụ cưng thì gặp chị hả còn lâu nha, cho 20.000 nè, ra tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ đi cưng, mua 3 liều về ngủ 3 ngày 3 đêm rồi mơ một giấc mơ được gặp chị nha cưng. Trời đất quỷ thần ơi, tuổi gì đâu mà đừng có mơ nha. Bởi vậy ta nói ở đời cái gì cũng phải là cái giá, cái gì trái là trái. Mà bà Phương Hằng, cô chú anh chị nghe tin đồn đâu đó là 600 chiếc xe khắp cả ở các tỉnh phía Bắc người ta ra đón rất là hoành tráng, và có cả biển xanh biển đỏ ra đón, không biết sao mà nhiệt liệt chào mừng bà Nguyễn Phương Hằng đến Hà Nội. Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là những người yêu mến sự thật, những người yêu mến câu chuyện của CEO đại nam Nguyễn Phương Hằng, thật sự đến thời điểm này thì cô Nguyễn Phương Hằng đã làm những câu chuyện này thì thật sự ra là chỉ đem lại lợi ích cho những người khác mà thôi. Còn riêng bà chả được cái gì cả, nhưng mà vẫn đeo bám cái câu chuyện này để sau này con cháu của chúng ta có những cái sự thật và nhìn đó mà làm gương. Và có cái sự thật mà chúng ta cũng cần phải nói rằng là phải vạch ra những cái thứ mà lươn lẹo, những cái thứ mà kêu gọi từ thiện, kêu gọi từ thiện thiện nguyện xong rồi sau đó là kêu sao kê thì lại là ấp á ấp úng, lấp liếm. Và bây giờ thì coi như việc là đấu tố. Nội dung hôm nay Thùy Linh muốn nói một điều rằng là Hoàng Kim Dung nói là đưa 50 người đón bà Hằng tại sân bay, nhưng cuối cùng chỉ có một người thôi. Coi như là Hoàng Kim Dung chỉ biết là nỗ, nói dốc nói láo thôi nha cô chú anh chị em. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ văn hóa dân tộc Việt Nam bị tấn công, xuyên tạc dữ dội như hiện nay bởi một nhóm kẻ đê tiện, mang danh nghệ sĩ, trong đó quá rõ ràng là anh Trấn Cái Thùng là kẻ cầm đầu trong một trào lưu chống lại những giá trị tốt đẹp, cao thượng, kiêu hùng của nền văn hóa dân tộc ta, về sự hèn hạ nhút nhát đê tiện và đến là gớm ghiếc của một thằng hề tên là Trấn Cái Thùng, bắt nguồn từ việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện vì lợi ích mà Trấn Cái Thùng sẵn sàng rơi nước mắt thành cry để mà kêu gọi nhưng từ chối minh bạch. Cho đến khi bị réo tên thì sao kê che đậy, giải thích ấp úng số tiền được chuyển đến các địa phương, địa chỉ người nhận lung tung. Sự hèn nhát thứ hai là trong suốt thời gian diễn ra drama, cho dù cộng đồng mạng réo tên cỡ nào thì hắn ta vẫn câm như hến, không một lần hé môi, há miệng thì mắc quai.
Sự bần tiện về nhân cách của Thành Cry còn thể hiện qua việc quảng bá kêu gọi cộng đồng mạng ra rạp ủng hộ xem một bộ phim Hàn Quốc, trong khi phim Lật Mặt của đàn anh Lý Hải cũng đã đang công chiếu ra rạp. Phải chăng thì Trấn Cái Thùng bị ám ảnh bởi là hai từ lật mặt nên là bất chấp chơi xấu đàn anh? Khi khán giả hỏi vì sao lập gia đình lâu mà chưa sinh con, thay vì đơn giản nói rằng cũng muốn mà chưa có quý vị ơi, hay là Thành còn trẻ muốn tập trung cho công việc nên chưa phải là lúc thích hợp để sinh con, vậy thôi là xong. Nhưng không, hắn lại phải đá lại khán giả đại loại như sinh con ra biết xấu hay là tốt, làm cướp hay là làm thầy, ngụy biện dốt nát và dối trá. Đỉnh cao nhất có lẽ là đường cùng ngõ cụt sau khi thoát tội là ăn chặn tiền từ thiện do cơ quan chức năng không có đủ chứng cứ buộc tội và tất cả những sự đê hèn bị ổi tiểu nhân trẻ tiền đốn mạt trong một con người xấu xa nhất đã phản chiếu một cách rõ ràng nhất trong một bộ phim phản văn hóa nghệ thuật của điện ảnh này. Sự bị ổi của đường cùng này là sự đánh cắp trí tuệ. 5 tập phim xoay quanh những sự kiện diễn ra của drama mà nó là một trong những người bị bóc phốt và hắn mượn phim để trả thù tư thủ cá nhân. Điều này không phải là giá trị của điện ảnh nói chung. Hắn hèn đến độ là trả hận luôn các YouTuber chứ không riêng gì nữ CEO. Tiếp theo là sự xuyên tạc xúc phạm văn hóa dân tộc khi cho rằng chính nghĩa là đội cái quần chính giữa. Theo hắn thì chính nghĩa chỉ là như thế. Vậy bao nhiêu cuộc trường chinh giữ nước của bao nhiêu tầng lớp của dân tộc, thế hệ trẻ sẽ hiểu như thế nào về khái niệm chính nghĩa đã méo mó đến tàn tạ dưới tay của tên Trấn Lột. Tập 5 có thừa sự chửi thề tục tĩu, khốn nạn, nhất là hắn đưa hình ảnh một nạn nhân lên sóng, được ví là gái bán hoa, trong khi đây là một nạn nhân đã tan nhà nát cửa, thanh xuân bởi một đám trọc dạ tu. Vậy mà nó muốn gì thông qua bộ phim này? Hãy trao yêu thương là thông điệp cuối cùng của đường cùng. Thầy nhà, nhiều người nói người là hay nói đạo lý, thì sống chắc là đúng với mày đó Thành. Tôi tin rằng hẻm cùng sẽ đưa ra kẻ cầm đầu và đám nghệ sĩ bẩn đến ngõ cùng, thân bại danh liệt, đất nước này mãi trường tồn, văn hóa dân tộc là vĩnh cửu, là bất diệt. Một nhóm nham nhở, dở hơi thì không thể nào mà có thể đánh đổ cả một nền văn hóa ngàn năm văn hiến. Rất mong cộng đồng mạng lên tiếng mạnh mẽ chống lại cái xấu xa, chống lại những kẻ phản bội dân tộc, xuyên tạc văn hóa dân tộc này. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua cho đến tận hôm nay, trên nhiều trang mạng xã hội đang lan truyền câu chửi của bà Phương Hằng dành cho cô nàng Hari, vợ của MC Trấn Lột. Họ chia sẻ một phần trong câu nói của bà Hằng: cây độc không trái, gái độc không con, là vợ mày đó Trấn Lột. Bản tin Hồng Biến TV không binh, không tìm cách bao che cho câu chửi có phần nặng nề này của CEO Đại Nam. Nhưng nếu chỉ để là mỗi câu nói này và bị một số trang báo giật tít, khán giả sẽ không thể hiểu hết nội dung mà nữ đại gia CEO Bình Dương muốn nhắc đến, và chỉ những người xem từng tận livestream của bà mới hiểu hết ý của câu nói này phải được đặt trong toàn bộ nội dung livestream như sau. Cây độc không trái, gái độc không con, là vợ mày đó Trấn Thành. Cái kiểu làm phim của mày là một kiểu mất dạy đỉnh cao, vừa thâm vừa mất dạy. Phải nói độ thâm của mày còn hơn cả thằng Đàm Vĩnh Viễn. Tao hứa với mày, năm nay tao hứa với mày chăm sóc một cách đặc biệt. Công bố lên công chúng đi, kể cả mày diễn ở đâu, tao sẽ đến đó. Như vậy, không phải tự nhiên bà Phương Hằng lại đem là chuyện con cái của Hari Won ra để mà chế giễu, chửi bới, mà nguyên nhân đến từ vế thứ hai được bà đề cập. Cái kiểu làm phim của mày là một kiểu mất dạy đỉnh cao, vừa thâm vừa mất dạy. Vậy, nói độ thâm của mày còn hơn cả thằng Đàm Vĩnh Viễn. Vậy bộ phim Đường Cùng Ngõ Cụt có vấn đề gì, mất dạy ở điểm nào mà khiến đại gia là Bình Dương căm phẫn và phải thốt ra những câu chửi nặng nề như thế? Trong các video trước, bản tin Hồng Biến TV đã từng đề cập câu nói rất nhạy cảm là vơ đủ cả nắm khi nói không nên khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa mà hạ đội lên đầu cái quần chính giữa. Anh ta gom toàn bộ những người lớn tuổi, đáng bậc cha chú, những bậc tiền bối, bậc cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng vào một nhóm, và những người này nếu yêu chính nghĩa thì hãy đội lên đầu cái quần chính giữa. Câu nói này có tục tĩu hay không, thưa quý vị? Chưa hết, trong những phút đầu tiên của tập 4 phim Đường Cùng Não Cụt, Trấn Hèn đã đưa ra một diễn viên có tạo hình rất giống Diễm My trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai và đặt tên cho nhân vật này là Diễm My.
Ai cũng biết bộ phim chiếu mạng này đang mượn web drama của bà Phương Hằng để đu bám kiếm view, nên chỉ thoáng qua hai chi tiết ngoại hình và tên nhân vật, khán giả liên tưởng ngay đến cô gái bất hạnh trong Động Tà Am của ông Lê Tùng Vân. Gia đình ông Thắng bà Mai, 3 năm vất vả ròng rã đi tìm tung tích của con, bị chèn ép tâm lý, dính líu đến pháp luật, khổ tận cam lai. Cho đến tận ngày hôm nay, dù Tà Am cơ bản bị triệt phá, nhưng thông tin chính xác về Diễm My vẫn chưa được công bố. Vậy với nhân cách của một con người, thay vì yêu thương dùng những lời lẽ tốt đẹp, động viên tinh thần, gia đình, người bị hại, thì MC Trấn Cái Thùng đã lấy một hình ảnh của nạn nhân tội nghiệp để chế giễu, cười cợt, lấy đó là ý tưởng cho một bộ phim đầy hậm hực của mình, với đạo đức của một con người được tôn vinh là lương thiện, suốt ngày rao giảng đạo lý, sống ở đời. Với anh ta thì hành động này đang phản ánh nhân cách gì? Nếu cha mẹ Diễm My xem xong video này, tâm trạng của họ sẽ ra sao? Bao nhiêu đau khổ mà họ đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua là một lần nữa bị cứa vào. Và còn cô Diễm My, khi thấy hình ảnh của mình bị lợi dụng, bị chế giễu, vốn đã có vết thương tâm lý, thì nay có phải càng sắt muối vào đó hay không?